Top ơi, tình hình là ở ngoài trời ấy sắp tối rồi đấy. Mà tối á thì ở ngoài mình có biết là cái gì đâu, sợ lắm. Tối rồi sẽ có rất nhiều các con vật săn mồi và ăn thịt sẽ đi tìm con mồi đó. Thế nên là bây giờ bọn mình cứ ở trong lon coca này ngủ một giấc qua đêm, sáng hôm sau đi tiếp các cậu ạ. Bây giờ bọn mình đi ngủ đi, trời tối rồi đấy. Nằm gọn vào nha, em càng ngủ đừng có ngáy to đấy. Eight hours later. Các cậu ơi, trời sáng rồi, dậy đi, dậy đi, dậy đi Cam ơi, trời sáng rồi nhanh lên. Trời đã sáng rồi á, nhanh vậy. Tớ vẫn còn đang mơ, dở giấc mơ của tớ. Nên dậy đi em Cam ơi, bọn mình còn phải ra ngoài nữa, khám phá ở đây nữa cơ. Đi ra ngoài này thôi các cậu ơi. Trời sáng rồi đây này. Đấy, bạn Kiến cũng đang đi tìm mồi rồi kìa. Xin chào bạn Kiến nhỏ. Bọn mình bắt đầu đi khám phá tiếp thôi các cậu ơi. Xung quanh đây có gì không? Cái gì đây? Gì đây? À, hình như là một con ốc sên. Ốc sên á? Ủa, có cái gì động đậy phía trước kìa, cẩn thận đấy nha. Xem con ốc này nó thế nào nào. Đây chỉ là một cái vỏ ốc thôi nhím ơi. Sao cậu biết? Đó, không nhìn thấy người đâu. À, thì ra đây chỉ là cái vỏ ốc thôi, chắc con vỏ ốc không. Ui, có cái gì động đậy kìa. Ui các cậu ơi, đây là một con nhện. Một con nhện. Chúng mình phải đi lối khác thôi. Cứ về đây em nhím ạ. Được rồi, thế thì mình rẽ sang hướng khác vậy. Ui, nó vẫn ở phía trước kìa. Đây, đi lên cái cành cây này. Cẩn thận đấy, nếu như mà đi mạnh là chúng sẽ phát hiện ra đó. Ủa, đi nhẹ nhàng thôi. Các cậu có nghe tiếng nãy ngủ không? Lại là tiếng nãy ngủ á. Tớ nghe cái tiếng này quen quen. Hình như là tiếng của cái con bọ xin hôm trước hay sao ấy. Con bọ xin mà ngủ gần đi. Nếu thế thì không phải sợ cậu ạ. À, đi tiếp đi các cậu ơi. Con nhện. Nó nhỏ thôi. Nó bị làm sao vậy? Ôi các cậu ơi, hình như con nhện này nó đang ngủ mơ hay sao ấy. Rõ ràng là nó vừa ngáy ngủ, nhưng mà chân tay thì nó cứ động đậy các cậu ạ. Con này chắc chắn là đang mơ ngủ gặp ác mộng rồi. Sao ở cái khu vườn này lắm nhện thế không biết được các cậu ạ. Đi đâu cũng gặp cơ. Lại phía trước con gì kia, lại một con nhện khổng lồ kia. Nấp 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 đi các cậu ơi, nhanh nhanh nhanh. Nó ở đây à? Đứng gọn vào, đừng nói to. Em Cam đứng đằng sau chị nhá. Em biết rồi. Shh, nó vẫn rung rinh ở đằng trước đây này. Nó đi chưa? Đi xem con mồi à? Ui, cái chân nó kìa. Ui, nấp đi. Hình như là nó ngửi thấy mùi của chúng mình hay sao ấy nhím ơi. Nó vẫn chưa nhìn thấy bọn mình đâu. Chờ khi nào nó đi, bọn mình phải chạy thật nhanh qua nó đây. Chân nó vẫn đứng kia. Hình như nó đi rồi em nhím ạ. Nó đi chưa? Ồ, nó bỏ đi rồi kìa. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Chạy nhanh. Có lối ra đây rồi. Ui. Ui. Nó phát hiện ra mình rồi. À. Nó bắn tơ nhện. Nhanh đi các cậu ơi, đừng để dính vào tơ nhện nha. Ui, nó làm gì đây? Tránh ra. Cẩn thận đây, nó phun tơ nhện này dính nắm đây. Ui, nó làm gì vậy? Nó tấn công chúng mình. Nó đi chưa? Ui, tí nữa thì dính vào người mình. Vào mã tớ thôi. Chạy đi các cậu ơi. Ui, sợ quá. Đừng sợ Cam ơi. Nấp vào cái cây này. Như con nhện đấy, nó đi rồi các cậu ơi. Ui các bạn ơi, Nhím ơi Cam ơi, con nhện nó răng đầy tơ ra đây này. Ui. Dính các cậu ơi, nhấp. Ui chị Cam này đừng động vào cái tơ nhện đấy, đâu mà dính vào người này chị không đi được đâu. Ui Nhím ơi, nhìn kìa, có con gì bị dính vào tơ nhện rồi ý. Đâu ở phía trước lúc này á? Có cái gì rung rung này. Ui, một con bọ dễ thương này. Con bọ dễ thương bị mắc bẫy vào cái tơ nhện này rồi. Ôi, cả bạn Kiến nữa kìa các cậu ơi. Oh no. Các cậu ơi, liệu bọn mình có nên cứu mấy cái bạn này ra không? Tớ nghĩ rằng là nếu như các bạn bị mắc vào đây rồi ha, một lúc sau con nhện ha, nó thấy động đậy bạn nhện là nó sẽ quay trở lại và ăn thịt mấy cái bạn côn trùng ở đây. Trông bạn này dễ thương thế này cơ mà. Đúng đấy, cả bạn Kiến nhỏ ở đằng này nữa này. Nhìn cậu ơi trông tội nghiệp không? Ôi, các bạn ơi, để tớ giúp
Còn phía này bạn kiến thế nào? Bạn kiến đâu rồi? Hình như là bạn ấy tự thoát ra được rồi. Thế thì chúng mình mau đi tiếp thôi, không lát nữa con nhện đó quay lại đấy. Đi ra đằng này các cậu ơi. Wow, bọn mình tới hồ nước rồi. Nhanh lên các cậu ơi. Wow, có những bông hoa sen, hoa súng, trông thật là đẹp luôn. Amazing. Các cậu có biết á, khi đi sinh tồn, nhiệm vụ đầu tiên là phải làm gì không? Đó là tìm ra chỗ nguồn nước. Ở đấy à, mình sẽ có thể có nước uống này. Mình thứ hai là sẽ có rất nhiều đồ ăn. Đồ ăn là những cái con vật mà nó phải phụ thuộc vào nguồn nước ý. Mình sẽ tìm và làm đồ ăn cho mình. Yêu ơi, nhìn xem này. Nhìn cái lon nước ngọt này ở hồ, quen lắm nha. Cậu có phát hiện ra đây là lon nước ngọt của ai không? Là lon nước ngọt mà hôm trước bạn nhí uống đấy. Bây giờ bạn ấy không cho vào thùng rác mà bạn ấy xả ngay ra hồ. Bây giờ nó trở thành rác xấu rồi. Các bạn nhà mình đừng như bạn nhím nhá. Hàng chị đừng có cãi nhau nữa. Bọn mình chuẩn bị xuống hồ bắt cá đi. Trước khi xuống hồ, bọn mình thử đi loanh quanh trên phía trên này xem có cái gì hay ho không đã các cậu ơi. Biết đâu lại tìm được cái gì ở trên này thì sao. Ồ, các cậu ơi, con gì vậy? Nhìn phía trước có con gì đang bay bay kìa, tớ nhìn không rõ. Con gì mà cái người nó trông mọng nước nhỉ? Màu đỏ đỏ kìa. Đến lại gần xem nào. Các cậu ơi, hình như đây là những con muỗi này. Wow, muỗi khổng lồ. Anh nhìn kỹ cho em ơi, mấy con muỗi này nó có giống con nhện có cánh không? Em cam yên tâm đi, muỗi nó chỉ hút máu thôi chứ nó không cắn người đâu. Quân quân quân. Cậu ơi, con muỗi này bay lại gần chúng mình làm gì vậy? Ui, mèo hai cái mắt của nó đỏ lên kìa. Ui, chạy đi các cậu ơi. Ui ơi, ở phía trước này cũng có này. Chúng vào đâu bây giờ? Hai người. Chạy đi các cậu ơi. Quý hai con này nó đỏ mọng máu rồi mà sao nó vẫn còn đòi tấn công mình thế này. Đừng để cho nó đâm vào người. Tránh ra mấy con muỗi này. Tránh ra. Vào đây ta sẽ đấm cho một trận. Nào vào đây. Nào vào đây. Đấm cho một cái này. Đấm cho người một cái này. Con muỗi này đi ra này. Ui không ăn thua đâu các cậu ơi. Hình như lúc này nó không sợ tớ. Đấm ai mà chúng nó không chạy. Lại có một con ở đâu nữa rồi. Ba con liền. Au. Nó đốt cả mông tớ rồi. Đốt được bao nhiêu máu luôn. Không ổn. Bọn mình phải tìm cách gì chạy thoát khỏi đây thôi. Nhanh ra mấy con muỗi này. Nhìn ơi, đây là muỗi to khổng lồ đấy. Không làm gì được chúng đâu. Con phải nghĩ cách đi. Nghĩ cách gì à? Bây giờ tớ bị ba con nó tấn công rồi, con nghĩ cách gì được? Chỉ có chạy thôi các cậu ơi. Chạy xuống hồ đi. Mau nhảy xuống hồ đi. Là lũ muỗi. Đúng rồi, là lũ muỗi sẽ không đuổi được đâu. Nhảy xuống lá cây này. Ui, nó vẫn ở trên đầu. Ui, ở dưới nước đây này. Đâu rồi? À, chúng không xuống dưới được nước được các cậu ơi. Em Cam bơi đằng sau chị nhá. Không cẩn thận lạc đó. Em biết rồi. Bây giờ lũ muỗi vẫn ở trên bờ cơ kìa. Chúng vẫn đang rình rình xem chúng mình có lên bờ không đấy. Thế thì thôi, bọn mình không lên nữa. Tiện thể nhảy xuống hồ rồi. Bọn mình khám phá cái hồ nước này luôn đi các cậu ơi. Lạc xuống nào. Hồ nước này sẽ có rất nhiều cá vàng đó em Cam ơi. Wow. Bơi theo tớ nhá các cậu nhá. Rất nhiều rong rêu, những cái cây sống ở dưới nước. Một cái thân gỗ. Tớ vẫn nghe thấy tiếng của mấy con muỗi ở trên đấy. Bọn mình bơi sâu xuống đi. Wow, cái cây gì phía trước? Đẹp chưa nè? Chị Trang đang nhìn ơi, hình như em nhìn thấy có con cá kìa. Ui đúng là cá rồi, bọn mình mau bơi theo đi. Cá này trông nó lạ quá cậu ơi. Sao con cá này nó không có vây mà người nó béo như con lợn đi các cậu ạ. Con ngọc ơi. Ôi cái gì? Ở phía trên kìa. Ui không phải cái gì, con cá đây mới là con cá của tôi. Nó đang đi ăn thịt bọn mình. Ăn thịt bọn mình nên ăn thịt con nhện phía trên đấy. Nó tưởng bọn mình là thức ăn hay sao ấy. Đâu rồi, nó vẫn ở trên này. Ôi không, trốn đi, chúng mình thật rồi. Ở đây có một cái ống này, trốn ở dưới cái ống đi các cậu ơi. Chui xuống đây nhanh lên em Cam ơi. Bám vào chân chị này. Hình như con cá nó đi rồi. Nhưng mà phía trên là con nhện đúng không? Đúng rồi các cậu ơi. Con nhện nhảy xuống nước và cũng bị con cá đó ăn. Không phải đâu. Đây là những con nhện ở dưới nước các cậu ạ. Nhện đây này, nó đang bò ở dưới nước cái kia. Nhện
sống được ở dưới nước à cậu ơi? Đây là loại nhện chuyên bơi ở dưới nước đây. Đó là nhện nước đúng không? Nó còn đang bắt một bạn nòng nọc ở phía trên cơ kìa. Ở đây cũng có một bạn nòng nọc này. Nòng nọc này là sao? Sau sẽ nở ra một con ếch đó. Đúng rồi, đây chính là con ếch hồi nhỏ đấy các cậu ơi. Mai sau bạn ấy sẽ mọc ra chân và biến thành con ếch đây. Sau đó sẽ nhảy lên bờ và sống ở trên bờ chứ không sống dưới nước nữa. Hello, xin chào bạn nòng nọc. Cậu biết tớ là ai không? Tớ là Trang đây. Bạn nòng nọc này trông dễ thương thật đấy các bạn ạ. Mắt to tròn. Ồ, cậu mắt ngây thơ đáng yêu luôn. Mà đuôi thì lại nhỏ nhỏ xinh xinh. Ồ, bạn nòng nọc nói gì thế? Cái gì cơ? Ở đây nguy hiểm lắm á. Ồ, bạn nòng nọc nói ở đây nguy hiểm nhím ơi, Cam ơi. Thế thì bọn mình mau mau đi tiếp thôi. Đi theo bạn nòng nọc này nhưng phải cẩn thận mấy cái con nhện đây đấy nhá. Ôi tránh tránh chúng nó ra. Ui, hình như đâu này còn đang đuổi theo bọn mình kia. Mấy con nhện này. Nó còn đi chặt chân nó. Ở trên bờ cũng bị nhện đuổi. Bây giờ xuống dưới nước rồi cũng bị nhện đuổi các cậu ạ. Tôi nhanh nhanh lên. Bạn nòng nọc đang chỉ đường giúp chúng mình đi ra khỏi cái đầm này này đấy. Ồ, em nhìn thấy con rùa kìa. Wow, một con rùa biển à? Rùa dưới nước à? Bọn mình đâu? Bây giờ gần lại xem nào. Này cũng có cái mai rùa đây còn gì? Còn có hai cái càng rất là nhọn luôn. Không phải con rùa đâu. Đây là con gì ấy các cậu ơi? Hình như đây là con bọ bèo hay sao ấy, chứ không phải là con rùa. Đúng rồi. Trông nó bơi mình nhìn xa cứ tưởng là con rùa cơ. Mai giống bạn rùa thật ấy. Hello, xin chào bạn bọ bèo. Làm bạn với tớ không? Các cậu ơi, cái con bọ bèo này nó không ăn thịt đâu. Con này nó chỉ là một loài côn trùng thôi. Mà sao ai nó lớn lên á, hình như là nó sẽ biến thành con đom đóm hay sao ấy. Bọ bèo mà biến được thành đom đóm á? Đúng rồi. Thế nhưng bọn mình vẫn chưa tìm thấy con cá nào cả. Mau mau đi tìm tiếp đi em nhìn. Được rồi, thế thì bọn mình phải xuống sâu hơn nữa cơ. Xuống sâu hơn nữa. Dưới này có gì không? Tớ chỉ toàn thấy các cái ống như kiểu ống nước ấy cậu ơi. Xem nào. Ồ, ở dưới này có một cái hang này. Hang gì sâu vậy? Đi vào trong đây xem nào. Ui, cái gì kia? Ôi, khủng long à? Sao khủng long lại ở dưới nước? Ồ, nhưng mà hình như không phải các cậu ơi. Hình như đây là kiểu dạng như là đồ chơi của bạn nào bị rơi xuống đây ấy. À, tôi nhớ ra rồi. Đây chỉ là một món đồ chơi cũ thôi. Đây là một con khủng long. Nhưng mà sao hai cái mắt sáng lên trông đáng sợ thế? Chắc là nó vẫn còn pin thế nên mắt nó vẫn sáng đấy. Bọn mình lặn sâu quá rồi các cậu ạ. Sâu tít xuống dưới đáy của cái hồ này rồi. Hay đây, cũng là một món đồ chơi của bạn nhím đúng không? Cậu chơi chán đồ chơi rồi, xong rồi lại vứt nó xuống hồ đúng không? Tớ không biết được. Hồi xưa tớ cũng chơi nhiều khủng long lắm. Nhưng mà tớ không nhớ rằng con này có phải là đồ chơi của tớ không. Nhưng mà thôi kệ, các cậu ơi, đi tiếp đi. Bọn mình thử đi vào sâu bên trong này nữa xem nào. Tớ nhìn thấy có cái gì sáng sáng bên trong rồi các cậu ơi. Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Em cứ đi theo sau chị Trang với anh là được. Ở đây có những cái rễ cây. Ôi có cái gì, nó thổi thổi này. Nó kêu kêu này. Đây như kiểu là một cái quạt thổi thổi không khí ấy. Quạt á? Này còn có cả đèn phát sáng nữa cơ. Còn phía đây là cái gì vậy? Bọn mình thử bơi sâu ở bên trong xem nào. Here we go. Những cái trụ đèn phát sáng. Bơi nhanh lên các cậu ơi. Wow, càng vào sâu tớ nhìn trông nó giống như một con tàu bị đắm mình nhím ơi. Đúng rồi, có rất nhiều các trang thiết bị ở đây. Mà cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là trong đây cũng có những con nhện đấy. Ngoài những con nhện ra không biết có con gì nữa không nhỉ? Dưới hồ thì chắc chỉ có nhện, có cá thôi. Có cả ốc nữa. Cái này là cái gì đây? Thử bơi sát lại xem nào. Bên trong như kiểu là có một căn phòng ấy. Ui, cái lá cây, giật cả mình. Úi dồi, con gì, nó nhảy xuống tấn công. Nghe mấy cái tiếng nhện ở đây sợ thật đấy. Bọn mình tìm đường đi ra đi. Sao ai lại cắm mấy cái thứ này xuống dưới này làm gì cậu nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Đây bơi... là một cái đường ống. Bơi về phía này có ra được không? Sao ở đây đen xì thế cậu ơi? Tớ không nhìn thấy đường đâu cả. Ô, hình như có một điểm sáng kìa. Con gì đó? Không phải, rất có thể. Ui, con nhện kìa. Ở kia hình như là lối ra rồi các cậu ơi. Bơi nhanh lên, nhanh lên. Ui, tớ nhìn thấy bóng cả một con nhện nữa kìa. Rất nhiều các con nhện nước ở dưới này. Trong đây không có con cá nào cả, mà toàn là nhện thôi. Ra tới nơi rồi. Bơi lên mặt nước đi, tránh con nhện ra. Có con nhện này bám vào người đó. Tớ nhìn thấy mặt trời.
ơi, phía trên kìa. Bơi nhanh lên chị Trân Nhím ơi. Bọn mình sắp lên được khỏi mặt nước rồi. Cố lên. Cố lên. Được rồi, bơi lên bờ thôi các cậu ơi. Lũ muỗi không còn ở đây nữa rồi. Để tớ nhảy lên cái lá cây này xem nào. À, mình có thể đứng được cả trên lá cây cơ. Lá súng, đây là lá của cái hoa súng đó. Nhảy lên đây này. Nhảy lên các cái lá cây để chúng mình lên trên bờ. Ui, trượt chân rồi. Cẩn thận đó, trèo lên tảng đá đi. Em lại nhìn thấy con chim kìa. Con chim á? Chim đâu? Đây á, à, con gì mà nó có cánh đập đập ý nhỉ? Đây chúng là thật là kỳ lạ luôn. Người nó trong suốt các bạn ạ. À. Xong đó còn có mỗi một cái mắt thôi. Mà trông nó có cái cánh kìa. Không phải cánh mà đây chính là hai cái tay đó. Con này á, à, trông như kiểu là con dẹp, con bọ chét nước ấy các cậu ơi. Dưới nước này toàn những con vật kỳ lạ ghê. Bơi lên bờ đi. Đây rồi, có chỗ lên đây rồi. Trèo lên. Em Cam, để chị mắc em Cam lên nào. Lên đi. Ôi rồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi cái hồ nước này rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi hồ nước. Nhưng mà ở đây đáng sợ thật ý. Anh chị có cách gì không? Thì nào cứ như thế này. Chứ trèo gì mình cũng bị ăn thịt. Cách gì nhỉ? À, chị nghĩ ra rồi. Bình thường chúng mình hay đi vào ban ngày ý. Các con vật sẽ rất nhiều con thức ban ngày. Chúng mình bây giờ thử đi vào ban đêm xem sao. Ý kiến hay đấy. Thế thì bây giờ bọn mình về chỗ lon coca đi. Sau đó tối đêm bọn mình sẽ bắt đầu mò ra xem buổi đêm ở khu vườn này có gì các bạn nhá.